Bir kere... Và chúng ta bắt đầu trận đấu trên map GSL Antigua Shipyard. Nikki, Doraemon, Protoss màu đỏ xuất phát. Điểm của anh ấy trong trận đấu này là vị trí 12 giờ ở góc trên bên tay trái và ở phía bên kia bản đồ góc dưới bên tay phải ở vị trí 5 rưỡi. Chúng ta có Vicky Rainbow, Terran màu xanh. Vâng, và như chúng ta nói lúc nãy thì Doraemon là một game thủ khá là quen thuộc đối với các bạn chơi StarCraft II thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các bạn tham gia BK Open từ trước đến nay. Trong khi đấy Vicky Rainbow thì anh ấy cũng là một tên không còn lạ lẫm gì nữa. Anh ấy trên nick game VN là Squire Leonhardt và anh ấy là một trong số ít Grandmaster của Việt Nam ở trên cổng C Đông Nam Á này. Và anh ấy sẽ tham gia trận đấu này với tư cách là một thành viên của team BK. Season 2. Vâng, và thực ra thì trước đấy lúc mà chưa có Grandmaster đúng không? Thì hàng tuần vâng, top 200 thường thường là Blizzard sẽ hàng tuần hoặc hàng tháng thì đấy sẽ ra một cái bảng top 200 game thủ ở mỗi cổng. Và từ đợt đấy Vicky Rainbow đã là trong top 200 rồi. Và chính vì thế nên về đẳng cấp của anh ấy thì cũng không còn gì để phải bàn cãi nữa. Trong trận đấu này không biết là anh ý sẽ đánh như thế nào. Anh ra Open Rex và Anga như bình thường. Trong khi đấy bên phía bên này thì Demon Hunter cũng Open khá là standard và cũng có chưa có dấu hiệu gì khả nghi cho việc cheese hay proxy gì hết. Vâng, rất chính xác với việc pull hết nông dân ra khỏi cái refinery này thì vâng, như chúng ta thấy rằng là anh ấy sẽ có được số tiền sớm và anh sẽ có được command center. Cũng đấy thì với việc để ra hai marine cùng một lúc thì anh sẽ có được số lượng quân có thể bảo phòng thủ được lúc đầu. VK Rainbow cũng phải đóng thêm một cái bunker dưới này nữa, tại vì thường thường là nếu mà phía bên này có một con Zealot và một con Stalker đến Harass chẳng hạn thì nếu mà micro khéo léo thì ba con Marine sẽ không đủ để cho những cái Rainbow có thể phòng thủ. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là anh Doraemon cũng đã đặt expansion của mình xuống và Stalker đầu tiên bây giờ mới đang trên đường đến. Trong khi đấy ở main base của VK Rainbow thì sau khi anh ấy đặt expansion của anh xuống, anh ấy để dành tiền để xây thêm hai Rex nữa và chỉ sau đấy anh ấy bắt đầu ăn ga và thậm chí anh ấy xây thêm refinery thứ hai. Nhiều khả năng anh sẽ một đợt timing push bằng steam rất là khỏe. Command center của anh đã xong và anh đang hóa thành Orbital.
Vâng, và chúng ta thấy rằng là Steam và Concussive Shell cho Marauder đã được nâng cấp. Và chúng ta sẽ thấy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được rằng một đợt timing push của Vicar Rainbow. Vâng, một build khá là standard của Vicar Rainbow. Thực ra trong trước đây, trong các season trước đây, thật ra là trong VK Open 1, lúc mà Vicar Rainbow giành được chức vô địch season 1, anh ấy đã đánh trận chung kết với Beethoven đúng không? Thì trong season đấy thì chúng ta thấy được rằng là VK Rainbow đã có những cái mech build khá là khỏe cho Tê Đan. Anh ấy op